gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hiểu gần xa. Chồng, em, anh, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là ông Phạm Bội Hoàn, tức Văn Sinh, pháp danh Nhuận Trí Thiện. Nguyên cameraman cho hãng thông tấn CBS News đã từ trần lúc 3 giờ trưa ngày 8 tháng 6 năm 2019, nhằm ngày 6 tháng 5 năm kỷ hợi tại Virginia, hưởng thọ 86 tuổi linh cửu quàn tại Direct Cremation Service of Virginia, 4425 Brookfield Corporate Drive, Unit 100, Chantilly, Virginia 20151, điện thoại số 703-584-4927. Chương trình tang lễ thứ hai 17 tháng 6 2019, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thăm viếng và hỏa táng, tang gia đồng khắp báo, vợ Nguyễn Khoa Diệu Lưu chị dâu quả phụ Phạm Khắc Đôn và các con cháu, em gái Phạm Thị Oanh và các con cháu, em trai Phạm Đức Hùng, vợ và con, nghĩa tử Phạm Hợp, vợ và con, trưởng nữ Phạm Thị Hồng Mỹ, con gái, con rể và các cháu, trưởng nam Phạm Hiểu Lễ, vợ và các con, thứ nam Phạm Huy Khôi, vợ và các con, thứ nữ Michelle Xiao, chồng và các con, thứ nữ Nguyễn Xuân Trang, chồng và các con. Thứ Nam Phạm Phú Đức vợ và các con cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu thành kính phân ưu toàn thể các cộng tác viên của SPTNDC và VATV nguyện cầu cho hương linh của bác Phạm Bội Hoàn vãng sinh cực lạc.